Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em về một cái combo của hãng Metabo, cũng là Hitachi Hikuki luôn. Thì combo này bao gồm có hai pin, hai máy và một sạc. Thì hàng Mỹ về, nó new 100%, thì nó vừa sản xuất luôn nha anh em, từ Mỹ về. Rồi, thông số nó như sau hết. Thì cây máy vận vít nó là 207 newton, và cây nó là tốc độ 900, tốc độ của nó là 2900 vòng trên phút. Đấy, cây khoang thì là 1800 vòng trên phút. Rồi em sẽ khui ra cho anh em xem. Cái này Mỹ về nha anh em. Đây họ cũng niêm phong chỗ này luôn. Rồi, quá đẹp ha. Thì cái sạc này là sạc nhanh nhất hãng nè, Metabo. Sạc từ 14V 4 đến 18V. Hàng Mỹ về, cái chứng nhận UL mới 100%, đặt hộp luôn cho anh em nha. Rồi, tiếp đến là một cây khoan 3 chức năng Metabo. Cái này là Metabo, nó rất là nổi tiếng Hitachi, và Metabo rất là nổi tiếng là cái này nó siêu chuẩn nha anh em. Rồi, kèm với một cây vít. Cái vít này nó là đánh ba búa, vít này đánh ba búa luôn nha anh em. Đây, mã của nó là VWH18DBDML2, tốc độ từ 0 đến 2900 vòng trên phút, và đi kèm với pin 3A, có dây đeo rất là đẹp. Hàng này vừa sản xuất luôn 2021 luôn nha anh em. Rồi, có điều chỉnh tốc độ dưới này. Bốn điều chỉnh cấp độ luôn. Wow, rất là đẹp ha anh em ha. Cái máy này nó sử dụng cho cái pin multi luôn, pin 36V được luôn nha anh em. Rồi, cây khoan đây nó là không chỗ thang, pin mới 100%, ba chức năng, 22 cấp độ trượt. Đầu kẹp lock 13. Rồi, đấy, rất mạnh, có búa luôn. Có búa luôn nha anh em. Rồi, combo này bao gồm có hai máy, hai pin, một sạc. Giá của nó là 7,6 triệu, và giá này chưa bao gồm phí ship luôn nha anh em. Combo rất là ok, và cũng giá cũng rẻ nha. Tại vì cái này nó có điều chỉnh cấp độ nè. Riêng cái thân máy này cũng khá cao rồi. Em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Em Tùng cảm ơn anh em.